Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường. Lời dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa quý liệt vị, đối với một người Phật tử, chúng ta thấu hiểu giá trị giải thoát mầu nhiệm của Kinh Tạng, cho nên chúng ta tự biến mình trở thành pháp khí của Như Lai và phát nguyện làm việc Đức Phật giao phó, cho nên mỗi chúng ta đều gọi là sứ giả của Như Lai. Chúng ta làm việc Phật ở trong đời sống hiện tại của mình, những gì thiết thực đang diễn ra xung quanh mình. Để chi? Để chúng ta cầu mong phước báo giác ngộ giải thoát. Tại sao chúng ta cầu mong loại phước này? Bởi vì chúng ta không muốn khổ nữa, chúng ta không muốn trôi lên nữa. Cho nên thực tế mà nói, tiếng rèn làm cho người, nhưng thật ra là để cứu lấy chính mình. Nếu như mình không có phước báo thì bao giờ mình giác ngộ được? Không có tuệ giác thì làm sao mình chứng thánh được? Cho nên phước và trí là hai yếu tố mà chúng ta luôn cần mẫn tu hành, gọi là phước trí nhị nghiêm, dẫn tới thân thanh tịnh. Những yếu tố như vậy chúng ta cần phải lưu ý suốt ở trong quá trình tu tập. Và khi đi vào trong nội dung Pháp Hoa thì ngay phẩm đầu tiên chúng ta chứng biết rằng Đức Phật Đại Thông Trí Thánh Như Lai đó chính là Đức Phật tự tâm của chúng ta. Và mỗi phẩm ở trong Pháp Hoa như là một cái màn ảnh ở trên sân khấu diễn ra thật là sinh động và khai thị giáo nghĩa cho chúng ta không biết mệt, không biết chán khi chúng ta đọc tụng và chiêm nghiệm nội dung của Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Đến phẩm thứ 14 này gọi là phẩm an lạc hạnh, tức là cái hạnh an lạc đối với những ai phát tâm hộ trì giáo nghĩa giải thoát. Giáo nghĩa này chính là Diệu Pháp Liên Hoa. Và phẩm này được biên tập với hai dạng khác nhau, một là văn trường hàng, hai là kệ trùng tụng. Văn trường hàng đã phân tích khai thị rõ ràng, còn kệ trùng tụng là những thi kệ năm chữ và tốn thâu nghĩa lý để chúng ta dở đọc, dở tụng, dở truyền bá. Cho nên khi chúng ta học đến phần kệ trùng tụng, nghĩa của nó có ý lặp lại ở trong phần văn trường hàng, đó cũng là điều tự nhiên. Nhưng chúng ta đừng có cho rằng sự lặp lại đó là vô bổ đâu, bởi vì chúng ta mỗi khi nghe pháp thì công đức càng tăng trưởng. Chúng ta trí não phàm phu, sống bởi vọng tình chi phối thì làm sao nghe qua mà nhớ hết được. Những bậc đại trí kia cũng còn phải nghiền ngẫm trước sau, huống chi là chúng ta. Thành ra những dạng kệ trùng tụng này á, cũng ôn lại, nhắc lại cho chúng ta ghi nhớ sâu hơn. Do vậy mà cách biên tập kinh tạng của các vị tổ đức thật là khéo léo. Và ở đây chúng ta thấy rằng Thế Tôn lúc đó muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng câu như vậy là ý có ý là trùng tụng lại, tóm thâu lại hết tất cả nghĩa lý mà chúng ta đã học qua ở trong phẩm an lạc hạnh, với bốn cái hạnh an lạc giúp cho một người hộ trì kinh Pháp Hoa được thành tựu công đức viên mãn.
Thế Tôn nói như sau: thường tu hành nhẫn nhục, thương xót tất cả chúng mới có thể diễn nói kinh của Phật khen ngợi. Nghe một câu kinh này, chúng ta thấy chấn động toàn tâm can. Thường tu hành nhẫn nhục, tức là chúng ta phải có năng lực chịu khó, chịu khổ, chịu ấn nhẫn ở trong cuộc sống này. Và tu là sao? Tức là sửa mình theo đó, và làm theo đó, và là tu hành nhẫn nhục. Chúng ta nghĩ xem, trên đời này có cái gì dễ dàng có được đâu? Chúng ta đi kiếm chén cơm manh áo để nuôi thân, đây là một kiếp sống bình thường của phàm phu. Mà chúng ta cũng phải thức khuya dậy sớm. Hơn thế nữa, trước khi đi vào kiếm được một cái việc làm, chúng ta cũng phải học rất nhiều. Học từ tiểu học tới trung học tới đại học, học tới những cái kỹ năng, học tới tiếng nói của loài người, học bao nhiêu thứ. Và suy cho cùng, tất cả những cái gì mà chúng ta học được là chỉ để kiếm cái đời sống sinh nhai mà thôi. Có phải vậy không? Bản chất của cái học thế gian này, cho dù người ta có định hình với bất cứ danh xưng nghề nghiệp gì, nào là kỹ sư, bác sĩ, nào là ngành này, ngành kia, nào là khoa học gia, hoặc là cái người làm cái gì đi nữa, thì suy cho cùng cái bản chất của công việc đó là để kiếm một cái tiền, để tạo ra một chút cái sản phẩm, và cái sản phẩm đó để nuôi dưỡng mình theo cách mình muốn. Chỉ vậy thôi, có cái gì hơn nữa đâu, phải không? Tức là nuôi dưỡng một kiếp sống phàm phu đơn sơ này mà chúng ta cũng còn phải học rất nhiều. Hay gọi là học cách nuôi sống mình, học rất nhiều. Vậy thì việc học để chúng ta giác ngộ, học để chứng đắc thánh quả đâu phải là chuyện đùa. Nó phải học nghiêm túc hơn, phải học nhiều hơn. Mà học kế sinh nhai, tìm kế sinh nhai, chúng ta cũng phải chịu khổ. Đâu phải rằng là chúng ta làm chủ người ta cũng không có dở đâu nghe. Chúng ta làm người giúp việc cũng đã mệt, bởi vì phải tuân theo cái công thức hướng dẫn, tính khí của người chủ. Nhưng rồi tới lượt chúng ta làm chủ cũng không có dở ăn đâu. Gần đây thầy tiếp xúc một vài người, có anh thợ làm cửa sắt, thầy gọi tới gọi tới anh đo giùm. Rõ ràng anh là người chủ, dẫn một người thợ tới đo. Nhưng người thợ tới đo rồi thầy nói đo thêm mấy cái cửa sổ, cái anh thợ này không chịu đo. Anh này nói là anh nào làm cửa sổ thì anh đấy đo cho mấy cũng mấy tôi phải đo. Thế là anh chú này nói thôi được rồi, đỡ mày kia đo. Làm một người chú cũng phải nhẫn chịu nghe, chứ không là anh bỏ mệt rồi, ai cũng kiếm sống hết mà. Cho nên không có dễ dàng chút nào. Thầy cũng có quen một chú Phật tử. Chú Phật tử này cũng làm người chú mấy cái văn phòng, và giao công việc cho ba người nhân viên. Ba người nhân viên họ đồng lòng nhau, họ hề nhau, họ không làm. Thế là ông chú này nói bây giờ chú giao cho mấy đứa con không làm thì giờ chú làm cho ai vô nữa. Và thầy nói bây giờ lạ lắm thầy, bây giờ là nó không thích làm nữa, mình nói nữa nó bỏ đấy, nó bỏ thì mình chết nữa. Cho nên đó, thưa quý vị, ngay cả người chú cũng có cái khó của người chú, phải không? Cũng phải thực hiện một số cái chức năng nào đó để kiếm tiền, mới có tiền trả lương, mới có chi phí cái này cái nọ, rồi phải đối diện lo toan nhiều thứ. Thậm chí người chủ còn làm nhiều hơn là người làm công. Người làm công mỗi năm được mấy tuần nghỉ ngơi, nhưng người chủ nhiều khi á suốt năm không có nghỉ, và chưa hẳn gì là vợ nhà cũng còn yên, mà vợ nhà cũng có suy nghĩ là ngày mai chuyện gì nữa, rồi giấy tờ rồi bao nhiêu thứ kiểm soát, mà không khéo là coi chừng mình chịu trách nhiệm hết. Cho nên ở đời kiếm cớ sinh nhai mà còn phải nhẫn nhục để mà tồn tại bình an, chứ đừng nói chi là đi làm một cái việc á, là sứ giả Như Lai. Thành ra ở đây Thế Tôn nói rằng thường tu hành nhẫn nhục, thương xót tất cả chúng mới có thể diễn nói kinh của Phật khen ngợi. Ở trong đây có hai câu mà chúng ta cần phải thực hiện, tức là khởi tâm nhẫn nhục chịu đựng, và thứ hai, nếu như nhẫn nhục không chịu đựng không, mà trong tâm nó bức bối, thì mình không có an.
Cho nên phải hóa giải cái tâm bức bối này bằng tình thương, bằng những nội dung như tinh thần của kinh Đại Bi, hoặc là gì, hoặc là quán Đại Bi tâm để thương xót tất cả chúng hữu tình vì những cái kế sinh nhai nhỏ nhặt mà dẫm đạp lẫn nhau đôi co giữa cuộc đời vô thường tấn tốc, nó đến nó đoạt mạng hồi nào không hay, thật là đáng thương xót. Hoặc là vì những cái mục đích và lý tưởng nhỏ hẹp ở trên thế gian này mà chúng ta dành hết trí não bán mạng cho nó, còn những cái phước báo to lớn thì chúng ta lại không phát tâm lãnh hội. Bao nhiêu đó thôi là chúng ta thấy đủ thương xót rồi. Một người làm đúng chúng ta thương kính, một người làm sai chúng ta cũng thương xót. Bởi vì sao? Cái sai đó họ chính là người nhẫn chịu quả báo chứ không phải mình. Và tất nhiên có khi nó ảnh hưởng tới mình một chút, nhưng mà họ vẫn là người chịu đựng nhiều hơn. Và nếu như mà chúng ta khéo né tránh thì họ cũng không làm ảnh hưởng mình được. Và nếu như có ảnh hưởng chút ít thì đây cũng là nghiệp chung của chúng ta cộng với họ mà thôi. Nghĩ như vậy tâm chúng ta từ bi. Chúng ta thấy những vị thánh hiền thật là hay. Chẳng hạn như Đức Lục Tổ Huệ Năng sống 10 năm ở trong phường Thợ Săn. Chúng ta hiểu rằng Thợ Săn họ là đạo lý sát hại, cái lý lẽ của họ là sát hại, là những cái luật tắc phi lý, là một loại giới cấm thú. Nhưng mà Ngài có thể tự tại trong đó 10 năm. Chúng ta nghĩ xem, nếu như không có đại bi thì tất nhiên không chịu nổi, phải không? Nếu như không có đại trí để nhẫn chịu thì nó lộ chân tướng rồi. Mà khi lộ chân tướng rồi thì sao? Thì những người chúng sanh phàm phu mà tranh đoạt cái ngôi vị tổ, họ sẽ tìm tới sát hại. Như vậy trọng trách hoằng dương chánh pháp sẽ bị hủy mất. Cho nên chúng ta thấy một câu này thôi, để có thể diện nối giáo nghĩa thậm thâm của Phật, chúng ta phải có là gì? Là trí tuệ nhẫn nhục và tâm đại bi thương xót. Lúc đó chúng ta mới thực hiện được chức năng này. Vậy thì mình nghe câu kinh này, mình coi rằng là mình có đúng chưa? Mình có sống được với điều này ít nhiều hay không? Nếu như mình chưa sống được cái điều này thì mình phát nguyện tập. Thành ra tập như vậy nó hình thành trong tâm mình, bắt đầu mình mới thực hiện trọn vẹn được trách nhiệm. Cho nên một người được Phật giao phó, tâm tư của người đó không phải đơn thuần đâu thưa quý vị. Không có đơn thuần đâu. Ngang đây thầy xin mở ngạc cho chúng ta và nhắc lại cho các vị nhớ thôi. Đó là chúng ta theo câu xá luận nói có 6 cái duyên mà người đó không bị chết yếu. Thầy cố ý nhắc điều này lại để cho các vị nhớ và để chúng ta trân trọng cái nội dung kinh này. Hôm nay cái mùa dịch bệnh nó nguy hiểm quá. Nhiều khi mạng số của mình chưa hết mà phải đoạn mạng giữa đường. Nhưng nếu như chúng ta thành tựu một trong 6 trường hợp này thì chúng ta không bao giờ bị chết yếu. Trường hợp thứ nhất là gì? Đó là một vị Bồ Tát nhất sanh bộ xứ, nhất sanh sở hở. Trường hợp như là Bồ Tát Khổ Minh, trường hợp như là Bồ Tát Di Lặc ở cung trời Đấu Xuất. Những vị như vậy không bao giờ họ chết yếu. Tuổi thọ của thiên chúng cõi Đấu Xuất sống 4.000 năm thì Ngài sống đúng 4.000 năm, lúc đó mạng số nó mới kết thúc. Trường hợp thứ hai, đó là trường hợp gì hả? Đó là trường hợp mà một vị hữu tình tối hậu thân. Nhắc lại như trường hợp của bà Hy Gia, mặc dầu phải chịu trả mạng cho chúng hữu tình kia, cho quỷ la sát kia, nhưng do Ngài ra đời trong cái kiếp này là kiếp Ngài chứng A-la-hán, thành ra từ khi ra đời tới khi trước khi chứng A-la-hán không ai giết được Ngài và không bao giờ Ngài bị chết. Điển hình là câu chuyện trước đó Ngài cùng với một đoàn thương buôn 500 vị ở trên một cái đoàn thuyền lớn buôn vàng mà gặp phải cuồng phong bão tố trên biển cả, nó vùi sâu hết tất cả, nhưng riêng Ngài cũng không chết. Sóng đánh bạc Ngài vô trong đất liền tới mức mà không còn quần áo trên thân, mà
Thành ra Ngài tính dậy thấy mình không còn quần áo, đi lấy lá cai che. Và Ngài có thân tướng rất xinh đẹp, cho nên cư dân địa phương, cư dân đó cũng không nói tiếng đồng với Ngài luôn. Tức là đánh bạc sang một cái chỗ khác như vậy đó. Và sau khi mà Ngài nghe được Phật, tìm tới Phật và giác ngộ chân lý chứng thánh quả A-la-hán, thì lúc đó Ngài mới chết. Thành ra chúng hữu tình tối hậu thân, không chết yếu. Trường hợp thứ ba là trường hợp mà người ấy được Phật thọ ký. Từ khi Đức Phật thọ ký cho người đó thì tới khi người đó thành đạo, không bao giờ họ chết yếu nữa. Họ ra đời bao nhiêu kiếp cũng sống đúng cái thọ mạng của họ, chứ không chết yếu. Trường hợp thứ tư là trường hợp sứ giả Như Lai, tức là những người mà được Phật giao phó, hoặc là những người phát nguyện thọ trì và cư cảm với tâm Phật Bồ Tát, cho nên Phật Bồ Tát hộ trì giao phó cho Phật sự. Những người thọ lãnh cái trách nhiệm Phật sự mà được Đức Phật giao phó, trong giai đoạn đó không ai giết họ được, không ai hại họ được. Đây gọi là sứ giả Như Lai, không bao giờ chết yếu. Rồi trường hợp thứ năm là trường hợp của chúng ta, tin vào lời Phật và tinh tấn hành trì ở trong pháp môn mà mình đã học, đã lãnh thọ được. Ở trong giai đoạn từ khi mình phát khởi niềm tin cho tới khi mình thành tựu cái pháp môn mà mình tu tập, trong giai đoạn đó không bao giờ mình chết yếu. Có người đặt câu hỏi, tại sao có nhiều thầy nhiều cô chết yếu? Họ có duyên xuất gia, họ có niềm tin Phật, nhưng họ không có chuyên trì ở trong cái pháp môn đó, thành ra nghiệp nó vẫn len lỏi nó vào, hiểu không? Nhưng mà nếu như thật sự ai có niềm tin kiên cố ở trong pháp môn của Phật và phát nguyện hành trì cho thành tựu pháp môn đó, thì trong xuyên suốt thời gian tồn tại họ hành trì đó, không có cái gì mà giết hại họ được. Tại vì sao? Bởi vì nếu như có người giết hại, tự khiết có sự hóa hiện nào đó để ngăn cản. Như là một bà lão giàu có tụng kinh Pháp Hoa, có người nghĩ rằng á, bà giàu cho nên muốn giết hại bà, đang đêm cầm dao vô để giết bà. Nhưng mới vừa mở cửa ra thì thấy mặt bà và người ấy, giết ngay lập tức. Sáng ra anh lò mò đốn xem là người đó chết như thế nào, có xôn xao tung tích anh có bị lộ hay không. Nhưng thấy mọi việc yên tĩnh như tờ. Anh quan sát mấy ngày thấy bà lão chưa có chết, và hỏi ra thì mới biết lúc đó bà đang ngồi tụng kinh Pháp Hoa. Và cái người mà anh chàng kia thấy đó là hóa hiện của Bồ Tát. Sau khi giết hóa thân của Bồ Tát thì anh nghĩ anh đã giết xong rồi, và anh sinh tâm kinh sợ, không dám lục lộ gì, lập tức là rời khỏi. Sự gia trì mâu nhiệm những cảnh giới này có tâm cơ cảm, hay là Ngộ Đạt Quốc Sư, cũng là một biểu hiện cơ cảm của nghiệp lực. Rồi gì nữa thưa quý vị? Trường hợp đó, trường hợp là có tín tâm và hành tín tâm một cách là tinh tấn kiên trì, người đó không chết yếu. Trường hợp thứ sáu đó là trường hợp một vị Chuyển Luân Thánh Vương ra đời với thân mạng của một vị Chuyển Luân Thánh Vương, thống nhiếp cả bốn châu thiên hạ, thì không có bất kỳ thế lực nào trên thế gian này có thể giết hại người đó được, trừ khi cái phước nghiệp của họ hết rồi thì họ mới đi, còn không ai có thể nào đoạn mạng người đó được. Như vậy thì thưa quý vị, sáu trường hợp đó gọi là sáu trường hợp mà không bị chết yếu. Giả sử ở đây chúng ta nghĩ xem, khi chúng ta thọ trì Pháp Hoa này, chúng ta tin tưởng chúng ta đang hộ trì Phật Pháp tinh tấn này, thì nghiệp lực nó sẽ thay đổi ở trong tự tâm của chúng ta. Do vậy mà nó không thể kéo lại gần với chúng ta, trong khi chúng ta đang tạo ra phước mạnh mẽ hàng ngày. Cái lượng phước mà chúng ta tạo ra hàng ngày, thành ra nghiệp lực kia nó không theo kịp. Cho nên từ đó mà mạng sống chúng ta được giữ gìn bình an. Do vậy cho nên việc tu tập phải tinh tấn, nhất là ở trong bối cảnh này nó khủng khiếp quá.
Không ai lường được là cái dịch bệnh nó đến với mình lúc nào, đến từ đâu. Chỉ còn phước báo và công phu tu tập mới ra, mới che chở mình bình an. Điều này là một lời khuyên chân thành thiết thực, chứ không phải là một sự đe dọa, hăm dọa. Chúng ta bằng trí của mình nhận diện xem thấy có đúng như vậy hay không. Cho nên thưa quý vị, một người mà đang hộ trì pháp hoa như vậy sẽ được cái phước như vậy. Rồi tiếp theo câu kệ, đoạn kệ thứ hai, Thế Tôn nói như sau: người đời mạt thế về sau, người thọ trì kinh này với tại gia, xuất gia và chẳng phải Bồ Tát, nên sanh lòng từ bi những người đó chẳng nghe, chẳng tin kinh pháp này, thời là mất lợi lớn. Ý nói rằng là chúng ta trong khi hành trì tinh thần diệu pháp Liên Hoa mà thấy có người tại gia hoặc là người xuất gia không tin vào giáo pháp này, không thọ trì, không có cơ hội đọc tụng, thì chúng ta khởi tâm thương xót những người đó, hiểu không? Không ghét bỏ, không khinh thường, mà khởi tâm thương xót. Và còn gì nữa, còn nghĩ rằng là người đó đã mất đi cái lợi ích lớn lao. Như từ đầu Thầy thưa quý vị rồi, chúng ta bỏ nhiều thời gian và tâm sức tìm cớ sinh nhai, chỉ là tồn tại phàm phu này thôi, mà bỏ rất nhiều tâm sức và thời gian. Còn học cái pháp mà để chứng đắc cảnh giới giải thoát, đạt được phước báo siêu việt, thì chúng ta lại lơ là. Cho nên chúng ta cũng là những người đáng thương xót. Như vậy thì ở đây chúng ta tất nhiên bị mất lợi lớn. Và Thế Tôn dạy rằng đối với những người như vậy thì chúng ta cũng phải phát nguyện rằng hy vọng ở trong tương lai, đến ngày mình, bản thân mình thành đạo vô thượng chánh định chánh giác, thì mình cũng nguyện rằng đem cái năng lực của vị giác ngộ mà chuyển hóa người đó, cảm hóa người đó, dùng vô số phương tiện quyền xảo dẫn dắt người đó tiếp cận được kinh Pháp Hoa và tin dùng giáo nghĩa được dạy ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Thành ra kinh văn mới có câu là: khi ta chứng Phật đạo, dùng các sức phương tiện vì nối kinh pháp này làm cho trụ trong đó. Từng câu phải không? Chúng ta đọc từng câu như vậy, hiểu và dẫn dắt vào trong sự sống, thì chúng ta mới thấy hết được những gì mà Đức Phật khai thị trong này. Thế Tôn dạy tiếp như sau: thế như vua chuyển luân, thánh vương có sức mạnh, bình tướng đánh có công, thường ban những đồ vật như là ban voi, ngựa, xe, cộ, dùng đồ trang nghiêm nơi thân, và những ruộng cùng nhà, xóm làng, thành ấp thảy, hoặc ban cho y phục, các món trân báu lạ, tôi tế cùng của cải đều vui mừng ban cho. Nếu có người mạnh mẽ hay làm được việc khó, vua mới mở búi tóc lấy minh châu cho đó. Nguyên mười mấy câu này ý nói gì? Ý nói là có một vị vua chuyển luân, thánh vương có năng lực thống nhiếp cả bốn châu thiên hạ. Vị vua này dùng chánh pháp trị dân, nhưng có những tiểu vương quốc nhỏ không chịu tuân lệnh, thành ra nhà vua ra lệnh cho cận thân của mình, binh sĩ của mình thâu phục và gì, thâu phục cái sự ương ngạnh của các vị tiểu vương đó. Và các vị trong quá trình cần khổ, trong quá trình mà chiến đấu với các vị tiểu quân kia, chinh phục được kia, người nào có công thì nhà vua từ đó luận công ban thưởng. Nhưng riêng cái viên minh châu trên bối tóc của nhà vua thì không bao giờ ban cho. Nhưng rồi đến một lúc nào đó, có ai có cái tâm sức mạnh, có công lao to lớn, có thể lãnh thọ được cái việc to lớn, thì lúc bây giờ nhà vua lại mở cái viên minh châu trên búi tóc của mình ban cho. Ý nói rằng người lãnh thọ đó đích thực là kế thừa tự Như Lai.
Giống y như là gì? Giống y như là vị thái tử chuẩn bị kế thừa ngôi vua, thì nhà vua mới mở viên minh châu trên búi tóc ban cho. Ý kinh nói rằng những ai có năng lực lãnh thọ giáo nghĩa thâm thâm với tinh thần đại thừa diệu pháp liên hoa, người đó chính là kế thừa tự Như Lai, là người con đích thực của Như Lai, là chân Phật tử được Như Lai ban cho viên minh châu trình bùi tập. Ý nghĩa này rất là sâu xa, và chúng ta liên tưởng trong cuộc đời hành đạo của Ngài, chúng ta cứ nghĩ xem sự chứng đắc của Ngài một cách đơn độc mà thế gian này không ai thấu hiểu. Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề có khởi ý nghĩ rằng giáo pháp của ta kỳ diệu và thế gian này không ai có thể thấu hiểu được. Bởi vì sao? Bởi vì sự chứng đắc này nó vượt ra khối ngôn ngữ, lời nói và khái niệm, thì làm sao có thể diễn đạt được? Một cái cảnh giới đơn giản nhất, đó là khi tâm chúng ta tiếp xúc hoàn cảnh đưa đến hạnh phúc, thì sáu giác quan thô trược này tiếp xúc và có cái cảm thọ an vui thích thú đó, trạng thái này chúng ta phấn khởi say sưa trong đó, đó gọi là hạnh phúc thế gian. Chúng ta chỉ dừng lại ở là sắc và thọ, còn ở trong khái niệm tư tưởng là chúng ta không muốn nghĩ tới rồi. Rồi tới khi nào đi vào trong tam thiền thì may ra chúng ta mới chứng đắc được là cái hỷ lạc của nội tâm. Điều đó đã khó khăn rồi, đừng nói chi là cảnh giới hạnh phúc diệt tận định của một đấng chánh định chánh giác, làm sao có thể miêu tả được đây? Cho nên Ngài mới muốn đi vào trong niết bàn. Mây thầy, vua trời Đế Thích hiện thân, bạch Đức Thế Tôn như là một vườn sen, một hồ sen, trong đó cũng có những đóa sen trỗi lên trên mặt nước và tỏa hương thơm ngát. Thỉnh Đức Thế Tôn hãy vì chúng sanh mà chuyển pháp luân. Và Thế Tôn hứa khả qua lời thỉnh cầu của vua chuyển luân thân, vua trời Đế Thích. Nhưng chuyển làm sao? Kinh tánh nào tuyệt diệu nhất? Ngài nghĩ đến hai vị thầy của mình trước khi giác ngộ, đó là A-la-la và Úc Đầu Lâm Phất. Nhưng vừa nghĩ tới thì Ngài cũng tự biết rằng A-la-la đã vừa mới qua đời 7 ngày. Nghĩ tới Úc Đầu Lâm Phất thì biết rằng Úc Đầu Lâm Phất mới qua đời ngày hôm qua. Nghĩ tới một cái người căn cơ thấp hơn một chút, đó là Tiên A Tư Đà. Tiên A Tư Đà mới qua đời đêm hôm rồi. Những vị có trí tuệ siêu việt đó đã không còn nữa thì ai đây? Để rồi Ngài liên tưởng tới nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp của năm anh em Kiều Trần Như có đại nguyện là được giác ngộ đầu tiên ở trong giáo pháp của Ngài. Thành ra Thế Tôn rời khỏi cội Bồ Đề, bắt đầu cất bước hướng về ở tại Lộc Uyển. Ở trên đường đi đó gặp một đoàn thương buôn, và Thế Tôn nói chuyện với họ. Họ phát nguyện sống theo lời dạy của Ngài, đó là hướng về Ngài, cho nên mới có quy y Phật. Hướng theo lời dạy của Ngài là quy y Pháp, chưa có tăng xuất hiện trên thế gian, ngang đó chỉ gọi là quy y Nhị Bảo. Thế Tôn tặng cho họ ba sợi tóc. Họ không hiểu ba sợi tóc đó làm gì. Chúng ta nghĩ xem có ai đó đưa mình ba sợi tóc biểu vừa cất đi, mình nghĩ sao? Thật là vớ vẩn vô duyên, phải không ạ? Nhưng Thế Tôn nói rằng hãy cất nó cẩn thận, và sau này các ngươi sẽ hiểu được giá trị của nó. Chỉ có những ai tin tưởng Phật mới làm như vậy. Cũng giống như người con tin tưởng tuyệt đối vào cha mẹ mới giữ gìn những cái giá trị, còn nếu không làm sao được. Rồi Thế Tôn lại đi gặp một anh chàng thanh niên trên đường. Anh chàng nói rằng là Sa môn này Sa môn kia, ngươi tên gì, ngươi là ai, ngươi có một cái dáng đi thật là nhẹ nhàng khoan thai, thầy của ngươi là ai và ngươi đi vào đâu? Thế Tôn nói
Ta là một vị A-la-hán, ta không có thầy, ta là một đấng đấng chánh giác. Ở trên đời này, ta là người giác ngộ, ta là người đã thấy con đường gì? Con đường bất tử, và sẽ là người giải nối con đường bất tử đó. Trên thế gian có một người nào đó nói ta không có thầy, mà ta khẳng định ta thấy con đường bất tử. Anh chàng thanh niên Bà La Môn này chỉ biết là nhún vai vậy thôi, hết biết rồi, lắc đầu đi. Và có thể trong tâm của anh nghĩ rằng hôm nay ra khỏi nhà không chịu quay ngày, gặp phải một người ăn nói vớ vẩn điên rồ, phải vậy không? Tới khi Thế Tôn đến tại Lộc Uyển, năm em Kiều Trần Như vốn ngày xưa là thầy của Thái tử Tất Đạt Đa, chứ đâu phải là họ là cái người lạ gì đâu, rồi được mệnh vua đi theo xuất gia để làm bạn đồng tu ở trong hai vị thầy A-la-la của Đầu Lâm Phất. Rồi trong 6 năm khổ hạnh trường già thì Tôn Thái tử làm thầy, từ cái vị trí là học trò, rồi tới người bạn, rồi tới người thầy. Họ hiểu rõ tính cách của Thái tử chưa bao giờ nói lời hư dối, nhưng mà họ vẫn hẹn nhau rằng là mình đừng có đứng dậy chào. Như vậy thì ai có thể thấy được cái sự giác ngộ tuyệt diệu của Thái tử, của một vị Phật mà hơn 30 tuổi thôi, đúng không? Cái thế gian nó là vốn như vậy đó quý vị. Rồi Thế Tôn mới đến và từng bước khéo léo sắp xếp cho họ, dạy dỗ cho họ, rồi độ cho 1.000 đệ tử của Tôn giả Mahakajip, Tôn giả Kajip. Và từng bước, thậm chí là như ngài Kajip này, ngài Tu Bồ Đề này, các ngài mới nói rằng là quả A-la-hán là tuyệt diệu rồi, và các ngài sống trong sự tuyệt diệu đó không mong cầu gì hơn. Chúng ta liên tưởng tới Pháp Hoa những đoạn trước, các ngài có nói như vậy, và ở trong Nguyên Thủy Đại Thừa cũng có nói như vậy. Những cái nội dung, những câu chuyện, những cái mẫu đối thoại đó có diễn ra ở trong các truyền thống hết. Vậy thì dễ dàng gì mà nói tới một tinh thần siêu việt rằng ta là Phật đã thành và các ngươi là Phật sẽ thành. Phật đã thành đó là một sự trở về tuyệt đối, chứ không phải trở về chưa đầy đủ. Quá vị A-la-hán là một sự trở về chưa đầy đủ, chưa trọn vẹn với sự trở về. Đức Phật ở trong nội tâm của chúng ta chưa có khám phá hết, chúng ta chưa có sống trọn vẹn với nó. Cho nên đến đây, những ngày cuối đời tại núi Linh Thứ, đại chúng đã huân tập giáo nghĩa đầy đủ, cũng giống như là có được nhiều Phật Pháp rồi. Ví như Phật tử tại Bồ Đề Phật Quốc cũng thế. Những ngày tháng đầu tiên chỉ học kinh Địa Tạng, những bản kinh hiếu sự, nhân nghĩa, rồi dần dần những cái nội dung cao hơn, giáo nghĩa được nâng cao hơn, được biết nhiều hơn. Bây giờ đây các vị lãnh hội Pháp Hoa mới thành tựu. Nếu như đầu tiên mà thầy đem kinh Pháp Hoa ra dạy cho các vị cách đây trên 6 năm thì chắc lẽ không còn người nào. Sự thật là vậy, vì tâm chúng ta không có cảm nhận được, chúng ta sẽ không thấy có hạnh phúc. Không có hiểu được, chúng ta sẽ thấy chán. Chúng ta không thấy nó quý báu cho mình thì chúng ta không có hoan hỷ đón nhận, tinh tấn lãnh hội. Đó là điều tự nhiên mà thôi. Mỗi người chúng ta đi tìm kiếm những giá trị hạnh phúc cho mình, bởi vì mình nghĩ đó là hạnh phúc. Mình không thấy rằng cái giá trị hạnh phúc siêu việt được nằm ở trong kinh điển. Và đó là những gì siêu việt mà Thế Tôn đã thành tựu. Ngài dạy lại cho mình, nhưng mình không có tìm cầu phương tiện để mà lãnh hội. Vậy thì thưa quý vị, trên những điều như vậy, chúng ta thấy rằng Thế Tôn dạy cho chúng ta từng bước, rồi đến ngày hôm nay thì chúng ta học được kinh Pháp Hoa, tức là chúng ta biết mình trở thành chân Phật tử, mình trở thành người lãnh hội đầy đủ nhất, giáo nghĩa trọn vẹn nhất ở trong tinh thần mà Phật dạy. Một đoạn kinh như vậy á, nói rất dài như vậy, thì cũng ví như là ông vua mà thấy có gì, có chúng đệ tử cùng nhau tu tập, những vị đại tướng quân trong Phật Pháp như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, những vị tôn giả lớn như vậy, tự mình dẹp tất cả phiền não của nội tâm mình, và mình có thể biện bác và dẫn dắt chúng sanh lầm than đó đi theo con đường giác ngộ. Đó không phải là những vị đại tướng quân trong Phật Pháp thì còn là gì?
Rồi không phải riêng các ngài mà còn có vô số chúng đệ tử của Phật, họ cùng nhau chuyển pháp luân và đem giáo pháp của Phật trang trải khắp mọi nơi. Chúng ta để ý yếu tố trang trải khắp mọi nơi này. Tại vì sao? Bởi vì cái quá trình trang trải đó nó sẽ dẫn tới một cái điều kỳ diệu diễn ra ở trong phẩm sau, đó là tùng địa dụng xuất. Nếu như không có mưa pháp hoa rơi xuống thì sẽ không có những đóa sen mọc lên. Cho nên thầy có viết ở trong tinh thần của pháp hoa mà qua cách của Quan Âm á, các vị để ý không hiểu hết được trong pháp Nhạc Âm. Chẳng hạn như là gì? Tiếng phạm âm rơi xuống cho hải triều vút cao. Các vị hình dung được không? Cái tiếng phạm âm là cái tiếng diệu pháp liên hoa nó rơi xuống. Mà hải triều vút cao tức là cái sấm tâm chúng ta hướng lên đón nhận. Có những cảnh giới ở trong đó chúng ta mới thấy sự kỳ diệu, và tinh thần nó là như tinh thần tùng địa dụng xuất. Vấn đề đó chúng ta sẽ nói ở phẩm sau. Còn ở đây chúng ta biết rằng là luận công ban thưởng cuối cùng là ban thưởng cho chư Phật tử, cho những ai thành tựu trọn vẹn. Thành ra kinh văn mới nói Đức Như Lai cũng thế, là vua trong các pháp, nhẫn nhục sức rất lớn, tạng báu trí huệ sáng, dùng lòng từ bi lớn, đúng như pháp độ đời. Thấy tất cả mọi người chịu các điều khổ não, muốn cầu được giải thoát, cùng các ma đánh nhau, Phật vì chúng sanh đó nói các món kinh pháp, dùng sức phương tiện lớn nói các kinh điển đó. Đã biết loài chúng sanh được sức mạnh kia rồi, rốt sau mới vì chúng nói kinh pháp hoa này. Rõ thấy chưa? Chúng ta đọc tới đó là chúng ta mới thấy rõ, phân tích ra chúng ta mới thấy rõ giá trị ẩn dụ rất hay ở trong diệu pháp liên hoa. Như vua mở cái búi tóc lấy minh châu trò đó. Mời các vị lắng nghe tiếp. Kinh này là bậc tôn trên hết trong các kinh, ta thường giữ gìn luôn, chẳng vọng vì mở bày. Tại sao như vậy? Bởi vì diệu pháp không thể tùy tiện đem ra giảng nói. Bởi vì người lãnh hội chưa đủ, căn tánh chưa đủ. Gần đây có vài vị Phật tử chưa đến chùa Bồ Đề Phật Quốc, chưa đến viện Phật học này, rồi có nghe thông tin chúng ta phát nguyện làm từ thiện giúp đỡ, thì có gọi điện tới thầy, rồi phát tâm cúng dường tiền bạc. Thì theo cái thở thường mà Phật hướng dẫn, Nói chuyện thiện, nói chuyện nhân quả, nói chuyện phước báo, nói chuyện đau khổ của chúng sanh cần cứu giúp, và nói cái chuyện là đời sống may mắn của mình tạm đủ hơn người ta. Sau khi nói chuyện thấy căn tánh có vẻ thuần thục, thầy khuyến khích phát tâm tìm hiểu những cái nội dung Phật pháp căn bản để hướng tới là tu tập. Thì vị này á, thưa thầy con đang bận hay con hồi khác nói chuyện với thầy. Là thầy thấy thầy sai rồi phải không thầy? Sai liền ngay chỗ đấy liền. Mình nghĩ rằng á, là căn tánh mình sửa soạn tới đấy thì có thể lãnh hội được ít nhiều giáo pháp. Chỉ có gợi ý một chút làm duyên thôi, chứ cũng không có thì giờ. Thầy thường hay tranh thủ tất cả mọi cơ hội để mà gieo duyên Phật pháp với mọi người. Nhưng đến đó thấy người ta khởi tâm như vậy là biết người ta đã quay lưng với Phật pháp rồi. Và người này chỉ đạt được một chút phước hữu lậu ở trong nhân thiên thôi. Trân trọng ngang đó, không thể nói gì hơn. Và lần sau có gặp người này, thầy không bao giờ đem một chút Phật pháp nào mà nói chuyện với họ được, và cũng không dám nói. Hiểu không? Nói tôi nói là không dám đâu. Tại sao bây giờ họ không lãnh hội? Họ ghét nó nghe. Không, không phải. Cô nói vậy thôi. Giả như tới giờ đi đón con hay là làm cái gì đi nữa thì cũng là cái duyên của họ. Một người có duyên Phật pháp, nghe đến giáo nghĩa tu hành là tự nhiên là họ sẽ thấy nó quý hơn. Và cái điều khác tự nhiên họ sẽ bỏ qua, hoặc là ít nhất họ nghe xem hết thầy muốn nói cái gì vài phút. Nhưng tâm của họ khởi lên là thầy nhận ra liền à. Tại vì các vị không quen đó. Chứ còn thầy khởi tâm thầy nhận ra rất nhanh. Ở trong đại chúng này người nào hiểu theo cách gì
thì thầy hãy nhìn trên mặt của các vị, thầy nhận ở trong tâm của các vị nó hiện ra. À, tại vì sao lần sau không nói nữa, cô nói rằng toàn nghiệp ta là không đúng. Tại vì mình nói cái pháp khác, không được nói cái pháp tu hành với người đó nữa. Tại vì mình biết nó không hiệu quả, cho nên đỡ cho người ta tiếp tục là thân thiện với mình, để người ta tiếp tục làm phước nữa. Người ta làm phước một thời gian rồi, bắt đầu họ thấy, à, làm phước như vậy chưa đủ đâu, và bắt đầu học Phật Pháp nó mới đủ. Rồi học Phật Pháp một hai ngày chưa xong đâu, mà phải học nhiều hơn nữa, lúc bây giờ nó thích thú hơn. Cho nên cũng giống như Đức Thế Tôn nói Pháp vậy đó, là Ngài nói là nó có lý do, không phải vọng ban cho kinh Pháp Hoa được. Nếu như ngay từ đầu chúng ta nghĩ xem, đem Đại Thừa Diệu Pháp Linh Hoa, Liên Hoa, một tinh thần giải thoát tuyệt đối này mà dạy cho nên em Kiều Trần Như, thì làm sao họ chứng đắc? Cho nên phải đem một cái pháp rất là gần gũi thường tình. Đây là khổ do gì? Do hiện tượng sinh, hiện tượng già, hiện tượng bệnh, hiện tượng chết. Những cái đó là không ai phủ nhận được. Có ai phủ nhận rằng là nó là sinh già bệnh chết không khổ hay không? Tôi theo một tôn giáo nào đó mà tôi không bị già, tôi không bị chết hay không? Tôi theo cái đạo mà cầu trường sinh bất tử có điều đó hay không? Hay là cái chết tôi không khổ hay không? Hay là tôi già yếu tôi không có khổ? Tại sao? Vì tôi chưa già. Tôi chưa già thì ở trong cái ý não của mình cũng phải suy nghĩ, quan sát xung quanh, thấy rằng những người già yếu kia họ suy kiệt thân thể, họ mệt nhọc chứ. Những điều đó chúng ta không thể phủ nhận được. Bằng những cái hiện tượng thiết thực đó, bắt đầu mới cho họ một con đường, đó là truy tìm nguyên nhân của nó, đó là tập đế. Và sau khi họ thừa nhận cái nguyên nhân đó mà sinh ra cái quả khổ này, thì cho họ một cái con đường rằng ấy, nếu như nguyên nhân dẫn tới khổ không còn nữa thì chuyện gì xảy ra? Đó là Niết Bàn. Và muốn đến cảnh vui tuyệt đối đó, hạnh phúc tuyệt đối đó, phải bằng con đường nào? Đó là gì? Đó là Bát Thánh Đạo. Đó là những cái gì mà thuyết phục gần gũi, đơn giản bằng một công thức. Nhưng nói rằng ấy, là ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành, các ngươi hãy tu đi. Có ai tu không? Không đâu. Cho nên từ đó mà chúng ta thấy rõ ràng cuối đời Thế Tôn nói Diệu Pháp Liên Hoa này, thì ngay cả những vị trong đó họ nghe. Và do đó mà không phải ngẫu nhiên, có chỗ nói là 50, có chỗ nói là 500 vị mà nghe Thế Tôn nói Diệu Pháp Liên Hoa là họ bỏ họ đi liền. Họ đứng họ đi, họ không thừa nhận. Tại sao? Bởi vì họ làm sao có chấp nhận? Và họ nói rằng mình tu cuối cùng mình là ai? Mình không còn là mình nữa thì mình là gì? Và họ kinh hãi trong đó, họ bỏ đi thôi. Kim Cang mà họ đã muốn bỏ đi rồi, đừng nói tới tinh thần mà giải thoát tuyệt đối này. Thành ra Thế Tôn cũng không có sai đâu nha. Thành ra chúng ta cứ theo đó mà thọ trì là sẽ có được cái phước báo tốt. Tiếp theo thưa quý vị, Thế Tôn nói rằng sau khi ta diệt độ, người mong cầu Phật đạo, muốn được trụ an ổn, diễn nói kinh pháp này, phải nên thường gần gũi bốn pháp như bốn pháp trên như thế. Đó là gì? Đó là bốn an lạc hạnh. Chúng ta đã học trước phải không? Có nhớ cái an lạc nào không? Nhớ chưa cho mệt phải không? Người đọc tụng kinh này thường không bị ưu não. Câu này khó chịu nghe. Tại vì có một số người đọc cái pháp khoa nó đố nghiệp, thành ra là thấy nó phiền não nhiều hơn. Có không ạ? Có chứ không phải không có đâu. Có một số Phật tử nói rằng là con thưa thầy, dạo này con tụng pháp khoa cho nên nó đố nghiệp. Có một vài vị bỏ đạo tràng, thầy hỏi sao không đi học, nói rằng không hiểu sao con học pháp khoa là con đố nghiệp. Thì họ không hiểu sao cho nên họ trốn trước là hay hơn, bỏ trước là hay hơn. Họ nghĩ như vậy đó. Nhưng nghĩ cũng lạ thật, nếu như có nghiệp thì đố thì nó hết chứ, tại sao giữ luôn trong người làm gì? Nhưng lại sợ nó đố ra, tại vì sợ nó hết nghiệp hay sao? Cái người nó chịu không nổi, nó đố nhiều quá chịu không nổi. Ai báo chịu chi? Mình cứ bình thường thôi. Mình hiểu, thật ra đó là tà kiến, đó là cái điều sai quấy. Chúng ta cứ nghĩ xem, người đọc tụng kinh này, ngay khi mình đọc, ngay khi mình tụng, mình chuyên chú tâm mình vào ở trong nội dung của kinh. Lúc bây giờ tâm mình ở trong sáng như là một đóa sen giữa cuộc đời. Mình hít một hơi đầy bụng vô, rồi mình tụng từng lời, tâm của mình nương theo thánh giáo,
Cho nên nó cũng sinh ra đầy đủ phước báo thanh tịnh. Cứ an trú từng câu, hoặc là lạy nữa, đọc một chữ và lạy. Trong suốt cái lạy đó, giữ im cái chữ đó trong đầu của mình và lạy trong sự thanh tịnh. Như vậy ba phần thân ngữ ý của mình đều trang nghiêm thanh tịnh, bởi vì nó đang gắn liền với diệu pháp Liên Hoa. Như vậy lúc đó phiền não làm sao có chen vô được. Nếu như mình đỡ cho phiền não chen vô là do định lực mình quá yếu, mình bị mất tập trung, thành ra phiền não mới chen vô, phải không? Rồi còn nữa, tức là đọc rồi là tụng á. Tụng thì nó nhiếp tâm nhiều hơn là đọc. Đọc cái tâm mình nó còn suy nghĩ nhiều, nhưng mà tụng không cần suy nghĩ, chỉ có lướt qua chữ và tâm nó thanh thản ở trong đó. Vậy thì trong cái quá trình đó đọc tụng kinh Pháp Hoa, tất nhiên thường không bị ưu não. Nói thế có nghĩa rằng tất cả các kinh cũng vậy, chứ không riêng gì cái bản kinh này thôi. Nhưng chúng ta hiểu rằng bản kinh này là bản kinh tổng hợp hết tất cả giáo nghĩa siêu việt, hay gọi là tinh hoa ở trong tinh hoa Phật Pháp. Nó là bản kinh ra đời sâu nhất, tinh hoa ở trong tinh hoa Phật Pháp, lấy rất nhiều giáo nghĩa ở trong Pali Tạng và Hán Tạng gom lại mỗi câu chuyện, mỗi tình tiết và xây dựng lên một cốt truyện của Pháp Hoa để dẫn dắt chúng ta. Thành ra chúng ta thấy nếu như tâm chúng ta mà đọc như vậy thì làm sao mà có phiền não được. Cho nên phiền não là chúng ta đang phiền não, chẳng phải tụng Pháp Hoa. Tụng Pháp Hoa là tụng Pháp Hoa, không phải là tụng phiền não. Chúng ta tụng phiền não nhiều hay có tụng không à? Không tụng làm sao mà chúng ta tự đọc thôi, tự nói một mình, nói cái người đó nói với mình vậy ha, mình sẽ nói lại câu đó ha, câu đó nói vậy ha, nó nói vậy ha, ha phải biết cái bà nghe. tức là mình cứ nói tới nói lui một mình tự đọc thoại trong đầu mình vậy đó. Mình giống như là mở cái radio cho lỗ tai mình, cứ mình nói hoài à, mình nghe hoài à. Đây là mình trò chuyện với phiền não, mình trò chuyện tới mức mà loạn tâm loạn tưởng, tới mức mà mình ngồi cười một mình, trò chuyện một mình đó. Rồi mình thấy mấy con chim đậu ở trên trụ điện mình cười cười xong rồi, phải không hả? Người nào là xong rồi, phải không? Gặp người này là thôi mô Phật kính như viễn chi. Tức là tôi kính mà tôi phải xa thôi. Thì đó là do cái loạn tướng nó dày lên đó, thì nó vậy đó. Mình cũng đang điên đảo đảo nè. Hồi nhỏ thầy hay làm những công thức lạ lắm. Có khi thầy ngồi im, thầy nghĩ cái gì là thầy viết ra một câu. Thầy ngồi im, nghĩ ra cái gì viết ra một câu. Thầy viết một búi thử xem thứ là cái đầu mình nó nghĩ cái gì. Và lúc bây giờ mình đọc lại một câu chuyện á, trong cái đầu mình á, y như là người điên ấy. Nó nghĩ lung tung hết. Nó nghĩ việc tốt có, việc xấu có, việc nào việc kia, không có việc gì ra việc gì, mà nó chấp nối, nó tùm lum chuyện hết à. Tự nhiên mà sao cái đầu mà cho nó chưa bắn tới mức như thế này, nó không hàng ngủ thế này, nó không có gì gọi là cao đẹp hết. Tại sao vậy? Mà cái đầu mình như thế này thì làm sao mà mình bảo người ta kính trọng mình? Cho nên lúc đó mình mới giật mình nghĩ ra, thì ra là mình có quá nhiều thứ ô tạp. Bây giờ mình dọn đi, phải dọn dẹp, phải tập nghĩ lại. Nghĩ cái gì cần nghĩ, cái gì không nghĩ là phải viễn ly. Phải ráng mà viễn ly, phải từ bỏ. Cái gì cần nói là nói, không cần nói là ngừng. Cái đó là điều quan trọng lắm, tập từ đầu đi. Gần đây thưa quý vị, thầy cũng bị quên một số việc, nhầm lẫn một số việc. Cái đây là một trạng thái không kiểm soát hết cái gì? Cái công việc ở tại Bồ Đề Phật Quốc, chứ không phải là trạng thái loạn tâm, mà là gì? Là do nó quá tải trong công việc. Tại vì hiện tại thầy không có người chia sẻ những tư tưởng đại sự, còn hiện tiểu sự thì có đủ rồi. Cơm nước ăn uống dọn dẹp, rồi tu học, rồi làm từ thiện này kia thì đủ. Lên trên đài nói đông nói tây cũng đủ. Nhưng mà đại sự là gì? Tức là cái kế hoạch xây dựng một trường đại học, đại sự biên soạn giáo trình, đại sự kết tập kinh tạng. Làm việc không mệt mỏi, không dừng nghỉ, không có vì bất cứ cái việc nhỏ nhỏ
mà chúng ta quên mất chuyện lớn. Thầy rất là thích câu nói của Tổng thống Obama. Ông nói rằng làm Tổng thống giống y như là làm chủ một cái hãng vậy thôi. Đó là công việc của người dân giao phó, và mỗi ngày xử lý rất nhiều việc. Ông nói rằng lượng thông tin nó vừa ào ạt, và khi xử lý một lượng thông tin như vậy, đội ngũ tư vấn của ông có khi phải cãi cọ với nhau tới mức là mất lòng nhau, không có dễ dàng chút nào. Có ngày cảm thấy mệt mỏi và suy kiệt, gần như bế tắc, nhưng có ngày thì cũng hoàn thành hoan hỷ vui vẻ. Và ông nói lên không lực một để rời khỏi Nhà Trắng. Ông nhìn vợ của ông, hai người nhìn nhau và tự biết rằng họ không nói tiếng nào, và tự biết rằng là tất cả năng lượng sống của một con người đến đây đã kiệt quệ. Cho nên ông mới nói rằng làm Tổng thống là một công việc quá sức của một con người. Thì chúng ta cứ nghĩ xem là ở thế gian người ta cũng sống, người ta cũng làm ăn, người ta nuôi dưỡng cái khối óc của họ như thế nào. Thì qua đó để chúng ta nói rằng là chúng ta ở trong cái đời sống tu tập ngày hôm nay, không có người chia sẻ công việc, những cái việc đại sự, mà nhiều khi còn cố gắng là đem những cái việc tiểu sự để lấy cái đầu của thầy nữa. Tức là những cái việc nhỏ nhỏ vẫn đổ vào tay của thầy, vẫn cần thầy đứng ra để giải quyết. Nó lấy hết rồi, rồi hay giận, hay hờn, hay bỏ cái vị trí của mình. Cái vị trí đó, đặt ngang đó là yên ổn rồi, thì thầy làm việc khác, quay lại thấy bỏ mất, tự ý bỏ những vị trí. Đây là đạo từ bi chứ hành quân á, là cái gì? Chị em, phải không ạ? Thành ra gì là cái đạo Phật, đạo từ bi, cho nên không có chuyện chiếm, phải không? Nhưng mà mình bỏ vị trí không được. Thành ra ở đây chúng ta thọ nhận, ví dụ như là hứa với thầy cái gì làm cái đó, và thầy chỉ biết người đó đã hứa với thầy, cho nên thầy nói rằng đừng có mất lời hứa với thầy. Thầy đơn giản là thầy sẽ làm theo lời hứa. Thầy hứa với các thầy không phải hứa cái gì, là 10 năm thầy vẫn làm như vậy. Đừng hứa, cho hứa là phải làm, và làm tới chết cũng phải làm. Tới khi nào mình không muốn làm nữa, mình phải rút lại lời hứa, thì mình sẽ không làm nữa. Đơn giản là vậy. Thì mình sống chỗ nào cũng được, công việc gì cũng được hết. Nhưng mà do là gì? Do thiếu người chia sẻ. Thành ra cái lượng công việc nó quá nhiều thứ diễn ra, mà thầy cần phải chu toàn mọi việc. Nếu không thì việc này nó tương tác việc kia, và nó làm hư việc đi. Thành ra do vậy mà phải quan sát tới mức mà nó quên tới mức mà đang tụng tự quy mà 3 câu còn có 2 câu à. Thầy biết, sau đó thầy biết, thầy nói bây giờ mình đang ở trong cái trạng thái này là trạng thái quá tải, và mình quan tâm quá nhiều thứ chi li. Cho nên thầy có thường nói rằng các vị giúp thầy, đỡ cho thầy hoàn thành cái trách nhiệm của một người lãnh đạo ở trong công việc này. Còn nếu như đỡ thầy ra làm một việc khác là thầy bị mất đi cái năng lực lãnh đạo. Hiểu không? Cũng giống như một ông tổng thống mà đi để ý thử cái người quét đường có sạch hay không, là chết ông tổng thống rồi. Và cái việc mà cái người đó họ sẽ có cái năng lực phát huy cao hơn nữa, họ bị chặn đứng, họ mất đi cái năng lực phát huy, cái năng lực lãnh đạo. Mà cái Bồ Đề Phật Quốc nó phát triển tới mức nào nó đều là lệ thuộc vô ở trong cái tư duy phát triển của thầy. Cho nên chúng ta trợ duyên ở trong đạo tràng thanh tịnh, trợ duyên trong công phu tu tập, tức là chúng ta đang làm cho chương trình tại Bồ Đề Phật Quốc nó phát triển mạnh lên. Cho nên thầy mới nói đó, thầy nói nhổ một cọng cỏ cũng là trong chương trình, hốt phân chó, nó xin lỗi về vậy đó. Đối với thầy đó là một Phật sự to lớn. Tại sao to lớn? Bởi vì nếu như không có nó hiện hữu ở trong diện Phật học này thì tối hôm đấy nó nhảy vô. Ở đây sống không yên chứ không đơn giản, phải không ạ? Chúng ta mới thấy cái sự tương tác của mọi thứ hiện hữu ở trong cái chương trình này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là do mình quên đi cái này, là do quá tải, nói ra để các vị hiểu, thông cảm và thương thầy.
Còn thầy cũng nói ngược lại là các vị đừng có lãng phí năng lượng của mình. Lãng phí là sao? Tức là mình độc thoại với những cái chuyện phiền não của mình ấy. Đó là mình đang lãng phí năng lượng đó. Thà rằng mình làm việc Phật sự to lớn, nó mệt mỏi thì chuyện đó mình thấy cũng còn được. Còn đây tự nhiên mình đem hết cái sức của mình để mình độc thoại với một cái chuyện mà người ta phản bội mình cách đây 10 năm. Và người đó sao? Người đó họ chết rồi. Sẽ ngại như vậy thì chú tự lãng phí với cái năng lượng giác ngộ của mình. Thành ra bây giờ mình nên tập trung vào ở trong năng lượng giác ngộ để cho chúng ta giải thoát luân hồi. Đó là sử dụng khôn ngoan. Tiếp theo thưa quý vị, người đọc tụng kinh này thường không bị phiền não. Nhớ như vậy ha. Có phiền não thì đi đọc kinh, đọc kinh cho nó bớt phiền não, trấn áp phiền não đi. Lại không có bệnh đau, nhan sắc được trắng sạch. Đó, không cần dùng kem dưỡng da. Đó, cứ đọc kinh. Tại vì sao hoài? Thì mình ở trong mát đọc mà nó trắng như có gì đâu. thành ra là chuyện này cũng tự nhiên thôi. Lại không có bệnh đau. Tại vì mình tụng kinh cái phước nó tịnh lên á. Cái phước nó tịnh, cơ thể mình nó sẽ tiếp xúc được cái nguồn năng lượng siêu việt á, nguồn năng lượng thanh tịnh, cho nên những cái trao đổi chất nó cũng sẽ tốt hơn. Hay là chúng ta không có một cái tinh thần, một cái thân xác khỏe mạnh ở trong một tinh thần gầy yếu. Ví dụ như tinh thần của chúng ta được thanh tịnh, trong sáng thì thân thở chúng ta nó sẽ khỏe mạnh theo. Chúng ta đang khỏe mạnh nhưng tinh thần chúng ta có một cái duyên nào đó suy sụp xuống là thân thở chúng ta sẽ bệnh. Phải không? Sự tương tác mật thiết giữa vật chất và tinh thần. Thì khi chúng ta nuôi tinh thần mình ở trong sự giác ngộ giải thoát của kinh điển thì thân thở chúng ta nó sẽ bớt bệnh tật. Đó là cái cấu trúc tương tác tự nhiên thôi. Hiểu như vậy là rõ ràng chứ Phật không phải dụ mình đâu. Thành ra mình á, nhưng nhớ này, đâu phải đi bác sĩ nghe, chứ đừng ngồi tụng là nó chết chắc á. Tức là mình tụng trước đi. Tụng trước đi. Và tất nhiên nó có sự tương tác tốt trong đó. Chứ còn nếu như mình phó thác theo cái kiểu là tin mù quáng, là đâu mà không chữa bệnh, ngồi im đó tụng kinh cầu nguyện. Có một số Phật tử hành trì sai chỗ này. Để rồi những người xung quanh họ mất niềm tin. Họ nói rằng trong đạo dạy những chuyện lạ quá. Tại sao đâu không chữa, cứ ngồi đó tụng kinh để cầu nguyện. Do hiểu không đúng cho nên hành trì sai. Lại chẳng gì, chẳng sanh nhà bằng cùng dòng ti tiện xấu xa, chúng sanh thường ưa thấy. Có ba cái phước báo tiếp theo như vậy. Tức là sinh vào ở trong cái nhà khốn khổ bằng cùng cũng là do phước của chúng ta thiếu. Rồi dòng ti tiện xấu xa, tức là ở trong cái dòng họ nó thấp, ở trong cái vị thế xã hội nó tầm thường, và chúng ta làm con của những người cha người mẹ như vậy thì người ta cũng coi thường mình. Chẳng hạn cha mẹ mình nghèo cùng quá, không có thức ăn ở nhờ ăn xin chẳng hạn như vậy, mình đầu thai làm con của họ thì tự nhiên mình cũng chơi với đứa trẻ hàng xóm, nhưng mà là người ta coi thường mình. Và nếu như mình thành tựu kinh pháp hoa, thành tựu phước báo thì chúng sanh thường ưa thấy. Đó là những cái phước mà mình thọ trì kinh pháp hoa này. Thầy nhắc lại này, đọc tụng ở trong hiện tại thì không bị ưu não, không bị bệnh đau. Nhan sắc của mình thì thư thới dịu hòa. Và nếu như có đời sau thì sẽ thay đổi cái nghiệp phước, cho nên sinh vào nhà không có bằng cùng, không có sinh trong nhà ti tiện, mà ngược lại sinh vào cái nhà giàu sang phú quý đế vương và có nhan sắc xinh đẹp, ai nhìn cũng ưa thích. Như ham mộ hiền thánh, các đồng tử cõi trời dùng làm kế sai khiến, giao gậy chẳng đến được, độc dữ chẳng hại được. Đây là nói diệu dụng phước báo của diệu pháp liên hoa. Người ta thấy mình xinh đẹp như là ưa nhìn hiền thánh vậy đó. Đó là nhờ đọc tụng pháp hoa. Rồi các đồng tử cõi trời, nếu sinh lên các cõi trời gặp phải những thiên tử thì những thiên tử kia trở thành kẻ tùy tùng hầu hạ cho mình. Mình dùng làm họ như là cái người sai khiến tùy ý. Và người này cho dù ở đâu đi nữa thì giao gậy chẳng đến được, độc dữ chẳng hại được. Đó là do phước báo nó che chở.
Dao gậy không thể nào đụng tới họ, và độc dữ cũng chẳng thể nào mà làm hại họ được, đụng tới họ được. Nếu người muốn mắng nhiếc miệng thì liền cầm bích. Mình tụng pháp hoa ấy, là ai muốn mắng mình thì cái miệng của họ nó tự bích lại. Hả? Còn nếu như mà họ không có bích thì mình dán băng keo vô miệng họ. Các bạn sao mà sự thật mà nói nghe, là ở trong sự tu hành á, mình thấy con của mình hay là ai đó họ làm việc ngớ ngẩn, mình thấy mình giận, mình muốn nói. Nhưng mà mình thấy các vị hòa thượng, các ngài tu tập lâu năm, mặc dù các ngài làm những cái việc ngớ ngẩn nhưng mà mình không có giận, thậm chí mình thấy mình còn thương nữa. Đó, có thấy không thầy? Cái hiệu quả nó vậy. Hồi xưa thầy có một vị sư ông mà thầy rất là kính trọng. Ngài nói rằng á, là cái tủ lạnh á, là đỡ điện á, nó chạy thì sẽ hao điện. Cho nên á, là ngài đỡ cho cái máy lạnh nó điện nó lạnh lên rồi ngài rút điện ra. Ngài rút ra. Rồi á, khi ngài muốn uống cho nó lạnh á, cái gì đó là ngài gem vô. Cho nó lạnh xong rồi ngài rút ra. Thì thầy mới nói á, là ngài dùng vậy nó hao điện hơn. Ông nói ông không biết ông cãi tôi không? Đỡ điện hoài nó phải hao, còn tôi đỡ chút tôi rút ra mà sao hao được. Tức là ngài nói vậy đó, mình cũng không biết nói sao hết. Cho nên những cái người họ tu hành đó, rồi ngài lái cái xe Honda mà ngài đi ra, ngài thấy cái lỗ nước ngài lái xe vô xe. Cho nên ngài lái xe đạp ngài đi. Cho nên những cái chuyện những thứ nó buồn cười vậy đó. Tức là nhưng mà mình vẫn không có thấy ghét ngài, cũng không thấy khó chịu. Mà mình cứ thấy nó thương thương làm sao đó, rồi cứ muốn theo giúp đỡ cái này cái kia. Có những vị rõ ràng là do họ hành trì, họ tu tập, mặc dù họ làm những cái việc ngớ ngẩn nhưng mà mình thấy mình thương. Thành ra mới nói rằng là nếu người muốn mắng nhiếc thì miệng thì liền ngậm bích. Có phải vậy không? Nó chuyển hóa từ ở trong tâm của mình như vậy đó. Rồi dao gậy đi dạo không sợ sệt dường như sư tử vương. Tức là đi đâu người tu hành như vậy họ đâu có sợ cái gì, tại vì họ sẵn sàng chết ngay chỗ đây mà họ có còn gì sợ nữa, tâm của họ nó tự tại rồi. Trí tuệ rất sáng suốt như mặt trời chói sáng. Thường thường hành trì tâm tư nó trong sáng thì trí tuệ nó cũng sáng suốt như là mặt trời trong sáng như vậy đó. Tại vì sao mà có nguồn trí tuệ sáng suốt này? Đó là do tâm tịnh xuống. Còn nếu như tâm vọng động với rất nhiều phiền não thì bắt đầu trí tuệ chúng ta nó tối tăm, những đạo lý chúng ta sẽ thấy nó lu mờ dần dần đi, sức khỏe trí tuệ càng ngày càng suy kiệt xuống. Đáng tiếc rằng hôm nay chúng ta không thể nói nhiều hơn nữa, còn một đoạn nữa có lẽ chúng ta học vào thứ ba tuần tới ở tại chương trình Bồ Đề Phật Quốc TV. Cảm ơn các vị đã lắng nghe, chúng ta dừng ngắn đây. Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời.